Chào các bạn nhỏ, rất vui được gặp các em trong chương trình Măng Non Thái Nguyên do Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Chương trình luôn mong muốn sẽ là không gian tuổi thơ yêu thích và đem đến nhiều điều bổ ích cho các bạn nhỏ. Hãy luôn đồng hành cùng chương trình các em nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Các em thân mến, Tết đến xuân về, các bạn nhỏ thường được quây quần bên những người thân yêu để gói những chiếc bánh chưng xanh. Nhưng đã có bạn nhỏ nào được gói bánh chưng với các chú bộ đội chưa? Có lẽ đây là điều đặc biệt mà ít bạn nhỏ được trải qua. Vậy mà dịp trước Tết Giáp Thìn vừa qua, các bạn học sinh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã được cùng các chú bộ đội gói những chiếc bánh chưng, động viên tinh thần các chú trong dịp Tết đến xuân về. Hoạt động đã qua đi, nhưng chúng mình sẽ phần nào cảm nhận được không khí đặc biệt ấy trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Đây là chương trình ngày hội Xuân Đoàn Kết, ngày hội bánh chưng xanh Xuân Giáp Thìn năm 2024. Do Đoàn Thanh niên Quân sự, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng nhân dân nơi đơn vị đóng quân và cô trò trường tiểu học Đồng Quang tổ chức trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua. Nhà trường là đơn vị kết nghĩa với đại đội 20, nên giữa các bạn học sinh và các chú bộ đội đã có sự thân tình. Những chiếc bánh chưng xanh đậm đà hương vị cổ truyền đã được chính cô trò cùng các chú bộ đội tự tay gói. Tuy chưa được vuông, chưa được đẹp, nhưng ở đó chứa đựng biết bao tình cảm mà các bạn học sinh dành tới các chú bộ đội, quân dân nghĩa tình. Con rất là thích chương trình này bởi vì là qua đó thì con đã được tự tay gói những chiếc bánh chưng và được hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền Việt Nam ạ. Để gói được những chiếc bánh chưng đẹp không chỉ là thử thách với các bạn học sinh mà với cả chính các chú bộ đội. Có lẽ với nhiều chú đây cũng là lần đầu gói bánh. Nhưng có sự hướng dẫn của các bác, các cô, các chú cũng đã tự tay gói được những chiếc bánh chưng vuông. Niềm vui được lan tỏa tới các bạn học sinh cùng các chú bộ đội. Đây là năm đầu tiên tôi được ăn Tết ở đơn vị bộ đội. Tuy nhiên thì có sự quan tâm của thủ trưởng, chỉ huy các cấp, thường xuyên hỏi thăm động viên cùng các đồng chí đồng đội. Nên là tôi đã bớt đi chút nhớ nhà. Ở đơn vị tôi thì ngày Tết sẽ được tổ chức các hoạt động vui chơi. Đặc biệt ngày hôm nay tổ chức cho chúng tôi hoạt động gói bánh chưng xanh. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi lần đầu tiên được chính tay mình gói chiếc bánh chưng cùng các đồng chí đồng đội trong đơn vị. Ngày hội trở nên tưng bừng hơn khi có sự hòa ca, bắt nhịp của những tiết mục văn nghệ. Các chú bộ đội không chỉ rắn giỏi nơi thao trường mà còn khéo tay gói bánh và hát rất hay. Mỗi lời ca tiếng hát khơi gợi trong lòng các bạn học sinh tình yêu quê hương đất nước. Và nhìn niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các chú, nhiệt huyết người lính trẻ như được tiếp lửa. Các bạn học sinh an tâm khi có các chú luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đều là tổ chức cái ngày hội bánh chưng xanh thắm tình quân dân để động viên cán bộ chiến sĩ xa quê hương xa nhà đón Tết tại đơn vị có ý nghĩa cuộc sống, trải nghiệm mới để tạo nên một cái Tết ấm cúng bên đơn vị cùng đồng đội. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của chiến sĩ. Trong chương trình Ngày hội Xuân Đoàn Kết, Ngày hội Bánh chưng xanh Xuân Giáp Thìn năm 2024, các bạn học sinh đã cùng chung tay gói được gần 100 chiếc bánh. Những chiếc bánh là món quà Tết ý nghĩa dành tới các chú bộ đội, bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhân dịp đầu xuân. Bánh chưng làm nên hương vị ngày Tết ngọt ngào, đầm ấm cho các chú bộ đội và đem lại cho các bạn học sinh những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ. Tô thắm thêm hình ảnh đẹp về các chú bộ đội trong lòng các bạn nhỏ, là động lực để những chủ nhân tương lai phấn đấu, học tập, rèn luyện để dựng xây đất nước. Thân mến, các bạn thiếu niên nhi đồng Thái Nguyên không chỉ chăm ngoan học giỏi mà còn tài năng hát hay, múa đẹp. Minh chứng là những món quà âm nhạc mà các bạn ấy gửi đến khán giả của chương trình ngày hôm nay. Chúng mình hãy cùng thưởng thức nhé. Bác còn sống mãi với quê hương đất nước.
sống mãi với đàn cháu yêu thương. Bác ơi, bóng bác in trên Ba Đình rực sáng, bóng bác in trong quàng cháu luôn đỏ thắm, hình huy hiệu bác trên ngực cháu. Bác kính yêu ơi, quê Việt Nam, bác sống đời đời. Gió nuôi đến ban mai với bác, bao đàn cháu bé đến dâng bác hoa tươi. Bác hồ ơi, bác có nghe chăng những lời của cháu thành thốt vang lên âm êm mái trường. Hàng cây trồng đã vươn thẳng tắp, trời thu về vẫn xanh cánh lá. Trên đất quê ta vang lời ca, tiếng hát kết đoàn. Tên của bác khắc giữa thành đồng tổ quốc, tên của bác gắn với thế giới bao la. Bác Hồ ơi, bác Hồ ơi, chúng cháu ghi sâu năm điều của bác, cố gắng xứng danh cháu ngoan bác Hồ. Cầm lá cờ vinh quang rực rỡ, còn nghe lời bác luôn dạy dỗ, theo gót anh hùng đem cờ hoa tới ngày toàn thắng. Bác Hồ ơi, chúng cháu ghi sâu năm điều của bác, cố gắng xứng danh cháu ngoan bác Hồ. Cầm lá cờ vinh quang rực rỡ, còn nghe lời bác luôn dạy dỗ, theo gót anh hùng. Em đi trong tươi xanh, bao la tình
đẹp bóng cờ. Đến ít phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về luật trẻ em nhé. Ở mục 2, chương 2, luật trẻ em năm 2016 quy định về các bổn phận của trẻ em. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về bổn phận của trẻ em với bản thân. Mỗi bạn nhỏ cần có những bổn phận gì với chính bản thân các em? Chúng mình cùng tìm hiểu các em nhé. Các em thân mến, qua mỗi chương trình Mang Non Thái Nguyên, chương trình sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kiến thức cơ bản hữu ích về luật trẻ em, tạo hành trang để các em vững bước vào đời. Điều 41 bổn phận của trẻ em với bản thân. 1. Có trách nhiệm với bản thân, không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân. 2. Sống trung thực, khiêm tốn, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể. 3. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang. 4. Không đánh bạc, không mua bán, sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác. 5. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy, không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân. Các bạn nhỏ thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mang Non Thái Nguyên của chúng mình ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Tạm biệt các em!